Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung Ngọc Hà, người vợ thứ tư được cô đậu Công Lý yêu thương. Người đẹp đồng hành với nghệ sĩ Công Lý nhỏ hơn anh 15 tuổi, nhưng cả hai được ngưỡng mộ bởi sự yêu thương đồng hành cùng với nhau trong công việc và cuộc sống. Ngọc Hà là người đẹp Hà Thành, cô lập phóng viên mang văn hóa giải trí của một tờ báo điện tử. Ngọc Hà sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, dịu dàng cùng với nụ cười tươi tắn với đồng tiền sâu. Có lẽ vì thế mà nữ phóng viên đã chinh phục được trái tim nghệ sĩ nổi tiếng Công Lý. Ngọc Hà có tên thật là Lê Ngọc Hà, sinh vào ngày 20 tháng 2 năm 1988, cung Hoàng Đạo, Song Ngư, nơi sinh Hà Nội, chiều cao 1m69. Ngọc Hà là người đẹp Hà Thành, gọi cô là người đẹp quả không sai bởi nữ phóng viên sở hữu làn da trắng nón, khuôn mặt thanh tú, chiều cao lý tưởng cùng với nụ cười đồng tiền tươi tắn. Ngoài ra thì Ngọc Hà còn là một cô gái có thân hình vô cùng quyến rũ. Để có được thân hình chuẩn như hiện tại, Ngọc Hà rất chăm chỉ luyện tập thể dục bằng việc hay tập yoga mỗi khi rảnh rỗi. Nhận ra được lợi thế về ngoại hình của mình nên Ngọc Hà đã từng ghi danh trong cuộc thi nhan sắc Hoa hậu du lịch 2008 và lọt vào top 10 chung cuộc. Nhưng sau đó thì cô đã không tham gia vào showbiz mà lui về tập trung cho sự nghiệp phóng viên của mình. Hiện tại Ngọc Hà đang là phóng viên trong một tờ báo điện tử có tiếng tại Hà Nội. Phong cách thời trang đời thường của nữ phóng viên đã được đánh giá là vừa thanh lịch, dịu dàng, lại quý phái và sang trọng. Ngọc Hà đã được nhiều người xung quanh quý mến bởi luôn tươi tắn, hòa đồng và hơn nữa, cô là một cô nàng đảm đang chăm chỉ. Mối tình lãng mạn của Ngọc Hà cùng với cô đậu Công Lý. Lựa chọn nghề làm báo và không lấn sân và showbiz nhộn nhịp, nhưng tên tuổi của Ngọc Hà được rất nhiều khán giả quan tâm khi công khai tình cảm với nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Năm mới của hàng triệu người Việt Nam được biết Ngọc Hà cùng với Công Lý đã gặp gỡ nhau trong vài lần làm việc chung tại đài truyền hình và bị thu hút bởi đối phương. Yêu nhau được một khoảng thời gian, Công Lý đã công khai bạn gái xinh đẹp vào tháng 10 năm 2016. Nghệ sĩ Công Lý đã chia sẻ lý do yêu người đẹp Ngọc Hà vì tính tình của cô tô tề, ngây ngô nhưng lại rất chu đáo, đảm đang và hiểu chuyện. Còn Ngọc Hà chấp nhận yêu người đàn ông hơn mình 15 tuổi bởi anh tuy không ngọt ngào lãng mạn như những người khác nhưng lại quan tâm chỉ dạy cô nhiều điều trong cuộc sống và quan trọng hơn là anh rất trân trọng cô. Trong suốt những năm gắn bó bên nhau, Ngọc Hà đã tỏ ra là một người rất hiểu chuyện khi luôn đồng hành cùng với Công Lý trong công việc và đời sống. Cô chia sẻ, niềm vui và nỗi buồn khi nam nghệ sĩ nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi anh tham gia sự kiện cũng nhờ Ngọc Hà mà ngoại hình của Công Lý cũng đã được chăm chút, chỉnh chu hơn hẳn mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt Ngọc Hà có mối quan hệ rất tốt với vợ cũ và các con riêng của nghệ sĩ Công Lý. Trước Ngọc Hà, Công Lý được biết đến là một người đàn ông đào hoa khi đã trải qua 3 đời vợ và có 2 con. Ngọc Hà biết chuyện này và không để tâm đến quá khứ của anh. Nữ phóng viên đã thường chia sẻ những hình ảnh đi ăn uống, tham gia chương trình cùng với vợ thứ hai của Công Lý là MC Thảo Vân và các con tít kiến của anh. Nghệ sĩ Công Lý cũng đã từng chia sẻ rằng anh rất vui vì Ngọc Hà là một cô gái thấu tình đạt lý. Vào cuối năm 2020, quản lý của nam nghệ sĩ đã xác nhận Công Lý cùng với Ngọc Hà sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 2 tháng 1 năm 2021. Ngọc Hà cũng đã ngầm thừa nhận điều này bằng những tấm ảnh mặc váy cưới lung linh được chia sẻ trên trang cá nhân. Như vậy, sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Công Lý đã có được cho mình một cô vợ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện sau hơn 5 năm yêu đương mặn nồng. Ngọc Hà là một người đẹp 8X xinh đẹp, tài giỏi và thành công trong cuộc sống. Mong rằng nữ phóng viên sẽ cho mình được hạnh phúc trọn đời và sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.